Xin chào tất cả các anh. Chào mừng các anh đã đến với kênh Đồ Bãi của Hương Thùy. Ngày hôm nay em lên clip số 76 cho các anh, tổng cộng là 44 mã hàng. Các anh xem qua phần giới thiệu của em, cảm thấy mình ưng ý với món hàng nào, mình liên hệ trực tiếp đến số điện thoại hoặc là số Zalo 038 4687 455 để mà mình chốt hàng nha các anh. Trước khi đi vào giới thiệu chi tiết từng sản phẩm cũng như là báo giá cho các anh thì em xin nhắc lại về hình thức giao dịch mua hàng và vận chuyển của bên em. Thì bên em sẽ có hai hình thức giao dịch, đó là chuyển khoản và ship COD. Thì những cái đơn hàng mà các anh chuyển khoản có giá trị từ 300.000 trở lên, em sẽ bao phí ship cho các anh luôn nha. Còn những cái đơn hàng nào mà các anh chuyển khoản có giá trị dưới 300.000 thì khi chuyển khoản em sẽ hỗ trợ 50% phí ship nha các anh. Còn lại thì tất cả những đơn cót, các anh nhận hàng, các anh được kiểm tra hàng, thanh toán tiền hàng và tiền vận chuyển giúp em luôn nha. Rồi em vào chi tiết mã số 1. Mã số 1 em lên là một cây cần lắc KTC đầu 1/2. Hiệu KTC của Nhật nha các anh. Có logo nội địa Nhật nè các anh. Đấy, hoạt động rất là trơn tru luôn nha các anh. Mình đổi chiều nè. Cây này chiều dài của nó là 25 cm, giá là 250.000. Mã số 1. Mã số 2 là một cây kềm rút dây của Nhật. Đây, chữ Nhật này các anh. Còn hoạt động ok hết luôn nha các anh. À, cái này là cái nút khóa và mở khóa, lock unlock nè các anh. Đó, nó có mũi tên chỉ cho mình luôn. Ở mặt sau còn có cái bảng gì nữa nè các anh. Chữ Nhật và các thông số nè. Cây kềm này thì chiều dài này của nó là 20 cm, giá là 350.000. Mã số 2. Mã số 3 là một bộ dụng cụ đa năng của Thụy Sĩ. Bộ này nè các anh, em mở sẵn ra trước luôn cho đỡ mất thời gian. Cái này mà hồi nãy em nãy cả 5 phút, 10 phút luôn đó các anh. Mấy cái cây này nó sát với cái thanh này quá cho nên là mình gỡ nó hơi lâu. Nên là em mở trước luôn. Cái bộ này thì sẽ gồm có 9 dụng cụ nha các anh. Đây là một con dao này. Cái hiệu của nó nè các anh. Cái này là cái tua vít nè các anh. Còn cái này là gì em cũng không biết nữa. Bên này thì có 3 dụng cụ này, logo Thụy Sĩ nha các anh. Mặt dao bên này cũng có chữ nè các anh. Switzerland này, Thụy Sĩ. Bên này có cái đồ khui rượu nè, khui rượu vang nè các anh. Này chắc cũng là dao luôn. Bên này 4 dụng cụ nữa. Cái này cái kéo nè các anh. Đó, cái kéo. Này giống cái kính lúp nè. Hai cái này hai con dao.
Một bộ như này gồm 9 dụng cụ, giá em để là 350.000. Mã số 3. Để em gặp lại luôn. À, khi mà mình gặp lại thì nó sẽ gọn như thế này, bỏ vừa cái túi mình mang đi luôn. Giá của nó là 350.000 nha các anh. Mã số 4 là một cây giật đinh của Nhật nha các anh. Cái này như mình muốn rút cái đinh dưới cái mặt này lên, mình sẽ bóp như thế này. Đây các anh, cái này nó đang lùi ra là đang rút cái đinh lên này. Đó, tới cái nấc mà mình không bóp được nữa là cái đinh nó đã rút lên xong rồi. Rồi nó kẹp ở trong này thì mình muốn cho nó rớt xuống đất thì mình bật như thế này. Đó, là cái đinh nó sẽ rớt xuống. Em làm lại một lần nữa này. Mình rút cây đinh lên này. Đó, rút lên từng nấc, từng nấc, từng nấc. Sau đó mình bật ra. Là cây đinh nó sẽ rớt xuống. Là mình rút được cây đinh ra rồi các anh. Cây này chiều dài của nó là 22 cm. Giá là 250.000. Mã số 4. Mã số 5 là một cây kềm cắt hiệu Tribic của Nhật nha các anh. Đây, Tribic nè các anh. Miệng còn kín hết luôn này. Ở đây có cái mộc Japan nè các anh. Cây này chiều dài của nó là 20 cm, giá là 250.000, mã số 5. Mã số 6 là một cây kềm điện hiệu Tribic luôn các anh. Đây này, trên mặt có chữ Tribic nè các anh, Made in Japan của Nhật nha. Trên này cũng có cái hiệu này, trên phần cán này. Răng bên trong của nó nè các anh. Cây này thì chiều dài của nó là 21,5 cm. Giá là 250.000. Mã số 6. Mã số 7 là một cây kềm túc dây hiệu Marvel. Cây này còn khá là mới nè các anh. Đây, hiệu Marvel của Nhật nha, Made in Japan này. Mình để dây vào đây mình tuốt nè các anh. Đó, còn hoạt động ok hết luôn nha các anh.
Cây này chiều dài của nó là 17,5 cm, giá là 280.000, mã số 7. Mã số 8 là một cây kèm điện Mary của Nhật. Đây, hiệu Mary này các anh. Răng bên trong này. Dưới phần cán này cũng có Mary Japan nè các anh. Hai bên luôn. Chiều dài của cây này là 20 cm, giá của nó là 250.000, mã số 8. Mã số 9 là một cây kềm bấm cót của Nhật. Đây ký hiệu của nó này các anh. Aha. Cái đầu cốt của nó giống size quần áo quá. Size S nè các anh. SS. Bên này là SS. S, M, L, 3L, LL, XL này. Giống size quần áo mình mặc quá. Bên trong của nó nè các anh. Bên trong đầu cốt này. Cây này thì chiều dài của nó là 25 cm, giá là 250.000, mã số 9. Mã số 10 là một cây kềm điện Klein Tool của Mỹ nha các anh. Cái này phần cán nó hơi tróc cái phần cao su ra một xíu nha các anh. Tróc một xíu ở đây. Răng bên trong của nó này. Chiều dài của cây này là 22 cm, giá của nó là 300.000. Mã số 10. Mã số 11 là một cây lưỡi dao của Nhật. Chữ Nhật nè các anh. Mặt sau cũng có này. Đây là cái phần để mình tra cái cán vào đó các anh. Phần lưỡi này. Cây này thì chiều dài của nó là 20,5 cm. Lưỡi. Cái đoạn lưỡi này là dài 14,5 cm nha các anh. Giá của nó là 300.000. Mã số 11. Mã số 12 là một cây lục giác. Hình như đây là cái hiệu của nó này các anh. Gold Jaguar. Một bộ như này là sẽ có
6 cây lục giác nha các anh. Cái này, ồ, hình như chắc cái này là size của nó nè các anh. 3, 4, 5, 6, 8, 10. Vậy bên này sẽ là 4 size là 3, 4, 3, 4, 5, 6. Đúng rồi, đây nè các anh, 3, 4, 5, 6, 4 size bên này. Và hai size bên này là cây này size số 8 và cây này là size số 10. Mình gấp vào như thế này. Bộ này em để giá là 250.000. Mã số 12. Mã số 13 là một cây thước kẹp hiệu Mr. Toyo. Đây nè các anh, Mr. Toyo của Nhật nha. Số trên thước còn rất là rõ luôn nè các anh. Chiều dài cái thước này là 20cm luôn ha các anh. Đây, bên trong thước nè các anh, không bị mẻ gì hết luôn nha. Giá cây này là 500.000, mã số 13. Mã số 14 là một cây cuốc làm vườn của Nhật. Mình xem phần cán trước nha các anh. À, cây này là hàng mới luôn, chưa sử dụng nữa nha các anh. Đây nè, trên này có tem Nhật này. Tem Nhật này các anh. Và một cái mã vạch luôn. Phần lưỡi của nó nè các anh. Cây này chiều dài này của nó là 36cm, ngang này là 21,5cm nha các anh. Còn cái đoạn lưỡi này là 3,5cm. Lưỡi này 3,5cm. Giá của nó là 180.000. Mã số 14. Mã số 15 là một cây cạp rễ của Nhật. Chữ Nhật này các anh. Miệng kính hết luôn này. Cây này chiều dài của nó là 18,5cm, giá là 450.000, mã số 15. Mã số 16 là một cây mỏ lết Aigo. Đây nè các anh, hiệu Aigo của Nhật nha.
Cây này còn khá là mới. Chopin nè các anh. Ngàm vặn còn trơn tru hết luôn nè. Miệng ngàm bên trong nè các anh. Ngàm bên trong còn rất là đẹp luôn. Chiều dài của cây này là 20,5 cm. Ngàm của nó mở tối đa được 2,5 cm nha các anh. Giá là 200.000, mã số 16. Mã số 17 là một cây mỏ lết hiệu Lobster của Nhật nha. Cây này là UM30 nha các anh. Ngàm vặn cũng còn trơn tru hết luôn này. Miệng ngàm bên trong nè các anh. Ngàm cây này cũng còn khá là đẹp. Chiều dài của nó cũng 20,5 cm luôn. Và cây này mở ngàm tối đa được 3 cm. Giá của nó là 250.000. Mã số 17. Mã số 18 là một cây mỏ lết nữa, hiệu Tok của Nhật nha các anh. Cây này 12 inch. Đây này, Japan này. Đây, ngàm vẫn còn trơn tru hết luôn nha các anh. Cái ngàm bên trong của nó có răng này. Này răng cưa nè các anh. Cái này đóng kín lại được luôn nha các anh. Chiều dài của cây này là 30,5 cm. Ngàm của nó mở tối đa được 3,5 cm. Giá là 350.000. Mã số 18. Mã số 19 là một cây mỏ lết răng hiệu Rigid. Rigid của Mỹ nha các anh. Cây này 10 inch nha. Hiệu Rigid này. USA nè các anh. Cây này ngàm của nó chưa mở ra như thế này thì là 24 cm nha các anh. Chiều dài như này là 24 cm. Mình mở ngàm ra nè. Đây, ngàm vặn còn rất là trơn tru luôn. Răng bên trong của nó nè các anh. Còn rất là đẹp luôn. Ngàm của cây này mở tối đa được 5 cm nha các anh. Giá của nó là 300.000. Mã số 19.
Mã số 20 là một cây kềm mở phe hiệu Super. Hiệu Super của Nhật nha các anh. Đây này. Super này. Mặt sau cũng vậy nè các anh. Mình mở ra như thế này. Đó, rất là ok luôn nha các anh. Mở ra bên bên này cho các anh xem này. Đó, cái răng của nó bên trong nè các anh. Đó. Cây này chiều dài của nó là 24 cm. Giá của nó là 280.000. Mã số 20. Mã số 21 là một cây kéo bếp của Đức. Em đang nhìn lại thử phải của Đức không? Tại những cái form giống quá mà không thấy chữ Germany nè các anh. Cái này là hiệu Diagut. Diagut. W đúng không ta? Đúng rồi. Phần lưỡi của nó nè các anh. Chiều dài của cây này là 20,5 cm. Giá của nó là 250.000. Mã số 21. Mã số 22 là một cây kéo bếp của Đức. Cây này mới của Đức nè các anh. Còn cái hiệu hồi nãy của nước nào em không rõ nữa. Mà tại vì lúc nãy chưa có xem rõ mà em ghi luôn. Tại vì nhìn cái form nó giống. Đây nè các anh, Germany này. Cây này của Đức nha. Phần lưỡi này. Chiều dài của cây này là 20,5 cm. Giá của nó là 250.000. Mã số 22. Mã số 23 là một cây kính lúp. Clip 75 em có lên một cây kính lúp đó các anh. Cây đó em bán rồi, bán cho một cái anh ảnh mua cho con gái ảnh học. Cái này học học sinh được nè các anh. Các anh nào có con mình mua cho con mình học này. Đó, nó sẽ zoom lên nhìn rất là rõ luôn. Kềm bấm chết này. Kềm mở phe này. Mở lết này các anh. Đó. Này để em để ra xa một xíu luôn này. Này nó nhìn rất là rõ nha các anh. À cái này lúc nãy quên đo đường kính. Cây này còn rất là mới luôn. Chiều dài của cây này là 27 cm nha các anh. Chiều dài cái này 27 cm. Còn cái đường kính của nó để em đo lại nè. Đường kính của nó là 11,5 cm nha các anh. Đây này, 11,5 cm. Giá của nó là 400.000, mã số 23. Mã số 24 là một con dao D3 của Nhật. Con dao này hiệu D3 nha các anh.
chữ nhật này các anh. Phần lưỡi này. Cái phần cán này là khâu nhựa nha các anh. Cái đoạn này, màu đen này là khâu nhựa. Con dao này chiều dài tổng thể của nó là 30,5 cm. Còn cái đoạn lưỡi này là 17 cm nha các anh. Nãy em quên đo dày bao nhiêu ly rồi. Đây. Dày 8 ly nha các anh. Dày 8 ly. Giá của nó là 450.000. Mã số 24. Mã số 25 là một con dao Santoru. Một con dao hiệu Santoru của Nhật. Cái phần này cũng là bằng khâu nhựa nha các anh. Tem Nhật mà nó bị tróc gần hết này. Chữ Nhật này các anh. Con dao này khắc chữ rất là đẹp luôn ha. Này, người ta dập mấy cái họa tiết gì này. Rất là đẹp. Con này thì chiều dài tổng thể của nó là 30,5 cm luôn. Còn cái phần lưỡi này là 17 cm. Con dao này dày 2 ly nha các anh. Giá của nó là 500.000. Mã số 25. Mã số 26 là một con dao. Một con dao nữa. Hiệu là Deba Masatomoto của Nhật nha các anh. Tem Nhật này các anh. Cái phần này là khâu sần nha các anh. Hai cây 24, 25, hai cây này là khâu nhựa. Còn 26, 27, hai cây này là khâu sần. Chữ Nhật này các anh. Cây này chiều dài của nó là 33 cm, chiều dài tổng thể này 33 cm. Còn cái đoạn lưỡi này là 18 cm nha các anh. Con dao này dày 8 ly. Đây các anh. 8 ly. Con này giá inbox nha các anh. Mã số 26. Các anh có thể điện thoại hoặc là nhắn tin số điện thoại em hoặc là Zalo, em sẽ trả lời giá của cây này nha các anh. Mã số 26. Mã số 27 là một con dao nữa. Hiệu Masamoto Ugani. Bốn con dao này có bốn cái tên hay quá mà hơi khó đọc. Chữ Nhật này các anh. Đây cái phần cán, cái đoạn này là khâu sừng này. Con dao này chiều dài tổng thể này của nó là 30 cm. Cái phần lưỡi em đo từ cái đoạn này luôn xuống đến đây là 20 cm nha các anh. Còn cây này nó dày 8 ly các anh. Đây này. Ồ 7 ly thôi. Con này dày 7 ly. Cây này cũng giá inbox luôn nha các anh. Clip này sẽ có hai mã giá inbox là mã số 26 và 27. Hai con dao khâu sừng này.
Mã số 28 là một cây chỉnh lưỡi cưa hiệu Somat. Somat này các anh của Nhật nha. Ở đây mình có các cái thông số này. 4 đến 12 các anh, 12, 10, 8, 7, 6, 5 và 4. Ở đây khi mà mình chỉnh lưỡi cưa thì mình sẽ bóp như thế này. Cây này chiều dài của nó là 16 cm, giá là 250.000. Mã số 28. Mã số 29 là một cây kéo bướm của Nhật. Cây này là kéo bướm thép đúc nha các anh. Chữ Nhật này. Phần lưỡi nè các anh. Chiều dài của cây này là 22 cm, giá của nó là 300.000. Mã số 29. Mã số 30 là một cây kéo cắt vải của Đức. Đây này các anh, một cây kéo cắt vải hiệu Schlieren Germany này của Đức. Phần lưỡi của nó nè các anh. Chiều dài của cây này là 21 cm, giá của nó là 350.000. Mã số 30. Mã số 31 là một cây búa của Nhật. Chữ Nhật này các anh. Mặt búa này. Cây búa này chiều dài của nó là 28,5 cm. Nặng 300 g, giá là 300.000. Mã số 31. Mã số 32 là một cây xịt hơi hiệu Kurita. Của Nhật nha các anh. Đây này, hiệu Kurita này. Japan nè các anh. Bên này có chữ Nhật luôn. Mặt sau cũng vậy nè. Bên này có chữ Nhật này. Cây này chiều dài của nó là 15 cm, giá là 250.000. Mã số 32. Mã số 33 là một cây dao ghép cành của Nhật. Cây này là thép trắng nha các anh.
Đây này, cái hiệu của nó này các anh, Alex Stainless Japan này, của Nhật nha. Còn cái phần lưỡi này, cây này chiều dài này của nó là 17,5 cm, còn cái đoạn lưỡi này là 5,5 cm nha các anh. Giá của nó là 300.000, mã số 33. Mã số 34 là một cây ghép cành nữa, hiệu Mikishio, của Nhật luôn các anh. Đây, con này có một cái tem ở đây hiệu Mikishio này, cái hình lục giác này các anh, Mikishio mà nó hơi tróc một xíu rồi. Có họa tiết hình con rồng này các anh. Mặt sau này thì có chữ Nhật này. Chiều dài của cây này là 18,5 cm, còn cái đoạn lưỡi này là 6,5 cm nha các anh. Giá của nó là 350.000, mã số 34. Mã số 35 là một con dao của Nhật. Cái phần này là khâu sân nè các anh. Phần lưỡi của nó này, cây dao này chiều dài của nó là 24,5 cm, còn cái đoạn lưỡi này là 12,5 cm nha các anh. Con dao này dày 5 ly nha các anh. Đây này, dày 5 ly. Giá của nó là 450.000, mã số 35. Mã số 36 là một cây kéo cắt vải của Đức nha các anh. Cây này cũng là hiệu Solution, giống cái cây này luôn. Đây này, Solution Germany. Trên này cũng có dập chữ Solution nè các anh, cái hiệu của nó nữa nè. Phần lưỡi nè các anh, cây này chiều dài của nó là 21 cm, giá là 350.000, mã số 36. Mã số 37 là một cây kềm bấm chết hiệu Visa Grip. Cây này 10 inch nha các anh, hiệu Visa Grip của Mỹ. USA nè các anh. Răng bên trong của nó này, cây này răng còn khá là đẹp nha các anh. Chiều dài của cây này là 22,5 cm,
Giá của nó là 550.000, mã số 37. Mã số 38 là một cây khóa 4 số hiệu top. Hiệu top của Nhật nha các anh. Đây này, Japan này. Bên này sẽ là khóa số 8 và số 10. Cái nút này nó hơi cứng, bật một phát mà nó bay luôn cái camera các anh, hết hồn. Này, để em để xa xa ra, đang mỏi tay quá cho nên là em để hai cái tay lên trên này gần camera quá, xin lỗi các anh nha. Đây, bật lại này, rồi vặn rất là trơn tru luôn nha các anh. Bên này là số 12 và 13. Mình đổi chiều này. Cái này nó hơi cứng thiệt nha. Để em bật lại nè. Cũng được, cũng không cứng lắm. Chiều dài của cây này là 14,5 cm. Giá của nó là 250.000, mã số 38. Mã số 39 là một cây kéo tỉa của Nhật. Chữ Nhật nè các anh. Phần lưỡi này. Cây này chiều dài của nó là 20,5 cm. Giá là 280.000, mã số 39. Mã số 40 là một cây cảo hai chấu hiệu Super. Super của Nhật nha các anh. Cây cảo này là size số 4. Super này. Cây ti của nó này các anh. Đó, cái đầu ti này. Cây này chiều dài của cái thanh ti này là 15 cm nha các anh. Còn cái thanh cảo này là 14 cm. Giá của nó là 500.000. Mã số 40. Mã số 41 là một cây mỏ lết hiệu Diamaloy. Hiệu Diamaloy của Mỹ nha các anh. Cây này 12 inch. Made in USA này. Ngàm vặn còn rất là trơn tru nha các anh. Miệng ngàm bên trong này. Ngàm bên trong cây này cũng còn khá là đẹp. Chiều dài của nó là 31 cm. Ngàm này mở tối đa được 3,5 cm nha các anh. Giá của nó là 450.000. Mã số 41.
Mã số 42 là một cây tu vít hiệu Sunflower. Hiệu Sunflower của Nhật nha các anh. Đây cái phần cán của nó này, Sunflower made in Japan. Cái phần này để làm gì em quên mất tiêu rồi. Đập đập xuống như này nè, giống cái cây lần trước em bán hình như là tu vít với sale á. Mà bây giờ em quên luôn rồi. Cây này chiều dài của nó là 27 cm nha các anh. Để em đo cái phần lưỡi này. Lưỡi này 2 cm nha các anh. Giá của nó là 200.000. Mã số 42. Mã số 43 là một cây kéo tỉa của Nhật. Chữ Nhật nè các anh. Phần lưỡi này, trong lưỡi cây này cũng có một chữ Nhật nữa luôn này. Cây này cái thân nó hơi cong này nha các anh, nó cong lên như thế này. Chiều dài của nó là 18,5 cm, giá là 270.000. Mã số 43. Mã số 44 là một con dao đi rừng của Nhật. Con này cái phần lưỡi có bao da luôn nha các anh. Một cái bao da màu đỏ. Golden Dragon. Rồng vàng ha. Mà trong này không có rồng vàng. À cái hiệu của nó này các anh, CD này. Golden Dragon. Hay có cái lỗ để mình tra dây vào, mình treo con dao lên luôn các anh. Phần lưỡi này. Con dao này, chiều dài tổng thể này của nó là 28,5 cm. Còn cái phần lưỡi này là 15 cm nha các anh. Ngang này là 3,5 cm. Dày 4 ly. Giá của nó là 380.000. Mã số 44. Vậy là em đã lên xong 44 mã hàng trong clip số 76 ngày hôm nay. Cảm ơn các anh đã theo dõi đến hết video. Nếu cảm thấy yêu thích video này thì hãy để lại cho em một like và một lượt đăng ký kênh nha. Ấn vào nút chuông để cập nhật được những thông báo mới nhất từ kênh Đồ Bãi Hương Thùy. Chúc các anh có một buổi tối vui vẻ.